và nó có đầy đủ những cái chức năng như là các ứng dụng mà mọi người đang xài nè, rồi mọi người lướt lên lướt xuống như là cái điện thoại của tụi mình vậy đó. Ừ, rồi các cái chức năng của nó, Hằng ví dụ nè, đây nhá, mọi người thấy không? Nè, rất là nhạy, mặc dù trên màn hình của Hằng vẫn đang có nước nha. Mặc dù trên đây vẫn đang có nước rất là nhạy. Rồi ví dụ như cái này, top top nè. Mình mở top top lên, mình lướt top top nhá. Cái này khuyến khích những ba mẹ nào mà mọi người đang có bé nhỏ đi học mà không muốn cho bé sử dụng điện thoại, các bé khoảng tầm mười mấy tuổi trở lên đó mọi người ạ. À, không muốn cho bé sử dụng điện thoại để bé tập trung nhưng mà vẫn muốn có thể là liên lạc được với con khi mà bé ở trường, thì các bạn có thể dùng cái này để cho bé sử dụng, và có cái gì là mình sẽ gọi qua cái đồng hồ này nhá. Nó chỉ có hơn 1 triệu thôi. Giá gốc 1.8 triệu, app voucher vô thì đang còn khoảng tầm là 1.550.000 cho một chiếc, bảo hành 1 năm và trong 1 tháng đầu tiên sẽ là được 1 đổi 1, gọi được, gắn sim được nhá mọi người. Về Việt Nam của mình là gắn sim Việt Nam, có thể vừa gắn sim vừa có thể kết nối Bluetooth luôn nhá. Rồi. Đây là cái app của nó nè, đây là cái app. Khi mà mọi người vô cái app này, nó sẽ có những cái bài tập thể dục mà đã set sẵn cho mình rồi, mình chỉ cần như vậy và mình học theo thôi. Rồi ví dụ như đây là cái đồng hồ của tụi mình nha. Đây, cái đồng hồ của tụi mình nó ở đây đây mọi người ạ. Đó, rồi các bài tập thể dục các thứ là nó ở đây. Ừ, mình sẽ như thế này và mình học theo luôn đấy. Rồi cái này là vừa có thể quay phim, chụp ảnh được. Camera nó ở góc này. Hàng ví dụ này, các bạn đi phượt phải không? Các bạn đi phượt, mọi người lái xe máy hoặc mọi người đi đâu chơi đó, mọi người có phải là mình muốn quay lại cái chặng đường phía trước mà mình đi phải không, thì các bạn sẽ bật cái camera lên, camera nó sẽ ở phía trước nè, sau đó nó sẽ quay và nó thu cho mọi người được cái con đường phía trước mọi người đi, cái phong cảnh của nó như thế nào. Ê, rồi thêm cái nữa nè, cái đồng hồ này ấy, nó có cái Google Maps. Ví dụ trong trường hợp mọi người lái xe đi học, đi làm hoặc là đi đâu chơi đó, không có biết đường đi, mọi người hay bật Google Maps phải không? Bật bằng gì? Bằng điện thoại. Lâu lâu lấy ra coi, sợ bị giật mất tiêu. Rồi lấy ra coi các thứ, lo lo ngó ngó, xong rồi ảnh hưởng đến cái việc mà lái xe mất an toàn. Để thẳng, bật thẳng cái Google Maps ở trên đồng hồ này nhá. Sau đó mọi người vừa đi, mọi người vừa lái xe, mọi người vừa có thể coi Google Maps ở trên này luôn mà không sợ là bị giật điện thoại. Được không mọi người ạ? Rồi cái đồng hồ này nè, kháng nước trong vòng 30 phút ở cự ly độ sâu 1 mét. Kháng nước trong 30 phút nhá. Hôm nay mọi người mua mọi người sẽ được gì? Giá từ 1.8 triệu còn 1.550.000 một chiếc đồng hồ. Tặng mọi người 1 giây, tặng mọi người 1 giây nữa, tặng mọi người thêm 1 giây nữa, 4 giây tất cả. Tặng mọi người thêm một cái ốp bảo vệ đồng hồ, tặng mọi người thêm một set tai nghe. Tổng cộng cái này với giá 1.550.000 trên phiên live của hàng hôm nay nhá mọi người ơi. Dùng sim được, đúng rồi, gắn sim được, gọi điện thoại được, gọi từ đồng hồ qua điện thoại được luôn. Ví dụ như trong trường hợp mọi người đi chơi, không trời mưa, hoặc là mình đi chạy bộ, mình không có muốn cầm điện thoại. Có những bạn mặc những cái bộ đồ mà thể thao legging đó mọi người. Đó, rồi áo sát, rồi quần bó đi, xong rồi không có cái túi để mọi người đựng điện thoại phải không? Đeo lên trên tay, có gì người ta gọi đến, có việc gì mình lấy điện thoại, à mình lấy cái đồng hồ mình nghe luôn. Mình không có cần phải đem điện thoại ra bên ngoài. Ở trong trường hợp trời mưa các thứ, đem điện thoại ra bên ngoài đôi khi nó không có tiện đúng không hả? Cái này nó giải quyết cho mọi người hết nhá. Giải quyết cho mọi người hết luôn trong những cái tình huống giống như vậy. Nên là 1.550.000 một chiếc đồng hồ, 3 chiếc dây, một cái bảo vệ đồng hồ, một set tai nghe và một cái ốp dán sẵn. Cái mặt dán bảo vệ đồng hồ là một mặt dán sẵn, tặng thêm mọi người thêm một mặt nữa. Phần quà rất là nhiều, 1.550.000 cho một set nha mọi người ơi. 1.550.000 một set, một set đồng hồ giống như thế này. Rồi, bây giờ Hằng sẽ đi vô cái dòng đồng hồ nam nhá. Của bên lại nán phản ạ. Hằng sẽ đi đồng hồ nam cho mọi người. Có các bạn nam nào ở đây nè, các bạn nữ mua về tặng người yêu mình hoặc là cái gì đây. Đây nha mọi người, ví dụ đây. Hãy hiểu mấy hiểu tai xong được không? Đây nha mọi người, ví dụ như đồng hồ nam. Đây, cái dòng này là đồng hồ nam. Một cái đồng hồ mà mọi người thấy nó khá là cá tính nhá, nhưng mà nó cũng sẽ có những cái chức năng riêng biệt. Và cái chưa có bún ứng nó sẽ có những cái chức năng riêng biệt. Nó như là một chiếc đồng hồ thể thao luôn, nhưng mà nó sẽ khác hơn và nhìn nó năng động và nó sang trọng hơn. Đây nhé mọi người ơi, năng động và sang trọng hơn rất là nhiều. Và ở bên trong mình cũng hoàn toàn mình có thể là sử dụng những cái đây đó, đo nhịp tim, một cái chiếc đồng hồ sức khỏe này. Đó, cái đồng hồ nam nha mọi người. Đây là dòng đồng hồ nam và cái dòng này là dòng mới lần đầu tiên hàng bán này. Ừ, kết nối toàn bộ đều là sổ chi sư iPhone và Android đều có thể. Rồi iPhone với cả Android, hệ điều hành iPhone hoặc là hệ điều hành Android đều có thể kết nối ok nhé mọi người, thông qua Bluetooth. Chứ cơ cũng là 1 năm bảo siêu, 1 tháng. Đúng hợp luôn, 1 tháng
đầu tiên sử dụng thoải mái, gặp bất kỳ những cái lỗi gì của nhà sản xuất trả hàng hoặc là đổi hàng nhé mọi người ạ. Còn nếu như mà trong trường hợp mọi người sử dụng trong một năm có vấn đề gì đó thì nhãn hàng sẽ bảo hành cho mình, sửa chữa và bảo hành cho tụi mình. Chưa cơ giới sư phóng sự. Cái này cũng là kháng nước. Tiếp tục, nó cũng là kháng nước. Nó vẫn là một chiếc đồng hồ kháng nước nha mọi người. À, nó là IP63 IP68 IP68 kháng nước trong phạm vi độ sâu 1m, 1m trở lại thôi, không có quá 1m nè. Và ở trong vòng là 30 phút cho mọi người kháng nước cho mọi người như vậy. Đi ra ngoài lái xe đồ các thứ thoải mái, gặp trời mưa thoải mái luôn. Thì đây là cái dòng đồng hồ nam nhá. Đây các bạn có thể nhìn cận luôn. Đây là kháng, ở bên trong vẫn còn nước, cái dòng này nó kháng nước cho mọi người. Ừ, giá, chưa có tra cửa số tố sổ. 799 ngàn. Có 799 thôi. 700 sau khi áp voucher vô còn có 790 còn 790 đúng không mọi người ơi, có phải là còn 790 không mọi người ạ? Đều có thể xài được tất cả mọi dòng điện thoại kết nối Bluetooth nhé. Dòng này không gắn sim, cái dòng gắn sim có cái mã là S18 mọi người ạ. Dòng gắn sim là dòng này, là dòng S18 đấy. Còn hai cái dòng, một dòng hàng đang đeo, một cái dòng hàng đang tư vấn, thì hai cái dòng này không gắn sim được nha mọi người. Ừ, cái dòng này hiện tại nè, Hằng đang tư vấn cho mọi người, đó là dòng dành cho nam, nam mới mua thôi, các bạn nam mua thôi. Mình có thể mua về cho chồng mình, nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi nha mọi người. Mấy trăm thôi, không có mắc. 790 ngàn, à voucher vô đang còn là 700 ngàn cho một chiếc đồng hồ này thôi. Và có thể kết nối với điện thoại iPhone, kết nối với các loại điện thoại Samsung, Huawei, Xiaomi, rồi Oppo, tất tần tật. Chế độ Android hoặc là iOS đều có thể ok hết trơn luôn. Đây nhá mọi người, đó, dạng như là đồng hồ thể thao nhưng mà thiết kế theo một cái kiểu mà nó năng động hơn, nó sang trọng hơn và nó cá tính hơn. Đó là đây là đồng hồ nam nhá. Ví dụ tay nam đeo vô này, là người ta sang chưa cả. Tay nam đeo vô một xíu sang lắm. Đeo lên một cái nhìn nó cá tính lên luôn đó mọi người. Đây. Tay nam đeo lên nha mọi người, đây là tay nam đeo lên đó. Các bạn nam mọi người đeo lên là sẽ dạng như vậy. Đeo lên là nhìn nó cá tính luôn. Cá tính hẳn lên luôn á. Và nó là đồng hồ thể thao đo sức khỏe, nhịp tim, rồi mọi người chạy bộ, đi bộ, hoặc là mọi người đạp xe đó, bao nhiêu đó. Đó, chứ cái đồng hồ này chắc cũng không có chế độ kinh nguyệt đâu hả. Chứ cái in gay, thôi bỏ đi. Đó, đang định nói đến cái vụ kinh nguyệt nhưng mà thấy đồng hồ nam nghe kỳ quá. Thôi, cái thôi ví dụ như có chế độ kinh nguyệt hay không thì các anh cũng không có xài tới, cho nên mình bỏ qua cái này đi nhá mọi người ạ. Táo có lên, táo vẫn đang lên thường thường mấy bà ơi. Táo vẫn đang lên thường thường. Cái dòng này không nghe gọi, nghe gọi mọi người mua cái dòng S18. Nghe gọi mua dòng S18 nhé mọi người. Dòng S18 ấy, giá của nó đang là 1.800.000, à voucher vô đang còn khoảng tầm là 1.550.000. Đó, còn cái dòng này thì không nhá bà ơi. Nói lại hả? Ok, có gắn sim. Gắn sim mọi người mua giúp Hằng cái dòng S18. S18 mà lên số mấy chị Liên ơi? Đúng hồ á. Ừ, S18 lên số mấy? S18 là chị Hồ Liên chị ạ. Hiện tại lên số 2. Cái dòng mà gắn sim là ở lên số 2 nha mọi người. Dòng S18, dòng gắn sim là mọi người mua cái dòng S18 lên số 2. Kết nối được với iPhone, kết nối được với Android. Tất cả mọi dòng điện, dòng đồng hồ hôm nay hàng live đều có thể kết nối được hai hệ điều hành, một là Android hay là iPhone của iOS đấy mọi người nhá. Kết nối được hết trơn luôn á. Ừ, đó. Rồi bây giờ Hằng sẽ chia sẻ đến tặng hay sao. Hằng chia sẻ lại cái dòng đồng hồ này dành cho nam nhá. Hằng chia sẻ lại cho mọi người. Đây. Đây. Cái mặt đồng hồ, chơ thì mua tông nữ hoa. Đổi được hình nền hết trơn. Đổi nền này mọi người thấy không? Đổi nền này, đó, đẹp không? Rồi, chơ 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 chơ. Đổi được nha mọi người, mà chỉ có 700 ngàn thôi. Cái này có 700 ngàn thôi. Đó, thấy chưa? Chơ 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 gọi là cái bầu trời thiên không ngân hà gì đó mọi người. Cái này đẹp nè, cái này đẹp, cái này cá tính, nó hợp với cái này, cho cứ pay cho cứ hứng họ hình sư hứa. Cái này, cái hình nền này nó kết hợp với cái này đẹp ghê á mọi người nè. Mấy anh em á đặt cái hình nền này đẹp nhá mọi người ơi. Ừ, có xem tin nhắn được không? Chưa có đứng khan cái xin chú sư rèn trai phát lại cái xin xin mà chỉ cần nói, hồi bố chú chỉ chia sư trung vẫn là nói một hồi cái